Dạ rồi, em chào mừng bà con cô bác đến với kênh YouTube Chắc Cái Trần nha. Hôm nay xin review cái đồng hồ đây đến từ thương hiệu nhập từ Nhật Bản về. Đó, mới chăm chăm luôn. Đó, ạc đạn không? Ạc đạn thiệt. Đây, ha. Ở trong nè, tem bọng vẫn còn ha. Đó, có ghi mã số pin luôn trời. SR626 Dubstep nè ha. BC2 gì đừng quan tâm đó. Quan tâm cái mã số của nó thôi. SR6269 sell thôi, quan tâm như đó thôi. Mã pin của em nó ra ngoài chợ mua ở đâu cũng có chứ, mà game nó dễ. Đây, đầu tiên em xin review nó. Nói về sơ sơ cái đồng hồ này nhập từ Nhật Bản về ha. Thương hiệu gì đây? Thương hiệu Trần Thị Cù Bắp. Đó. Nhưng mà được cái là mới chăm chăm, bán rẻ 500 à. Trong cái đợt gần Tết này, đây đo mặt bề ngang của em đó nha. Đây 40 gần 45 luôn nha bà con. Nè. Gần 45 luôn, có núm là khoảng cỡ 43 ha, 42 43 đó bà con ơi. Rồi bề lên của em nó là nhiêu đây? Bề lên của em nó là bao nhiêu? Bề lên em nó đúng 40. Đó. Quay review dòng sông rất là đẹp. Sáng lúc nào em cũng lựa giờ sáng em quay hết trơn bà con ơi cho nó rõ. Dây nguyên zin của nó đi theo nó nha, chứ không phải là dây mà mua ở đây gặp vô. Dây là đi theo cái đồng hồ này từ lúc đến đó về tới bây giờ. Rồi, em chuyên bán đồ nhập từ bên Nhật Bản về, 80% từ Nhật Bản, 20% từ Mỹ. À, ok, con gà đen luôn. Đó, những cái này đó là do dán keo này nọ thôi. Đó, nó bị không có bóng bóng. Chứ thực tế cái đồng hồ này là bà con thấy không? Đưa ngoài ánh sáng mặt trời đó, bóng ghê không? Đó, chiếu đó, để trên cái mặt chiếu không, tuy là không thấy mặt heo của em nhưng mà thực sự nó cũng rất là đẹp. Đây giờ mình nên nắp thử nha, nè anh ánh kim nè ha. Cái đồng hồ thì bà con chú ý nha ha. Cái đồng hồ này không phải là mất cái một cái kim mà là nó là hai kim không có kim gió đó, bà con chú ý mua nhìn vô đây ha. Thì giờ vô đó thì cũng biết rồi, nó có cái nó có một cái lỗ là nó nhiều khi nó mất cái kim gió nha. À, rồi ok, con gà đen luôn nè. Cái này như mất kim gió hay gì trời, có cái lỗ nè, nổi coi coi. À, rồi review tiếp nha. Dây của nó thì nói chung nguyên bản của nó là về như vậy thì đem sách lên review bán thôi. Này thì cũng review nhanh ha bà con, review thường 5 phút trở lại được rồi, nhiều quá YouTube nó sau này nó nói chuyện nhiều vậy trời. Đó, pin, cái này là bằng pin, máy này là máy nam, đây tay em ha, máy nam nha bà con, đây tay em ha, tuyệt vời mặt trời lắm nha bà con, đó xin xa xa cho bà con các bạn xem nè, đó, kìa không, đó, đeo đi Tết là cực kỳ luôn, cực kỳ sang chảnh. 500 thì bà con mua thì nó cũng tương đối thôi, tại vì thương hiệu là Trần Thị Cù Bắp mà. Nhưng mà được cái là em này nhập từ Nhật Bản về thì tất cả những cái hàng vô Nhật Bản nó không phải gọi là đơn giản ha. Nhật Bản như Mỹ, Pháp, Đức không phải gọi là đơn giản mới nhập vô nước của người ta được ha. Hoặc là sản xuất tại đó thì bà con nghĩ đi, tại nước Nhật Bản nó chùm về mấy cái công nghệ rồi thì mắc cái gì nó nhập từ nước khác vô chi nữa. À, thì bà con nghĩ đơn giản tại sao người ta lựa mua đồ điện tử là từ Nhật Bản là như vậy đó bà con. À, hôm nay cũng chia sẻ thêm bà con, mua nó thì cứ yên tâm mà xài thôi. Rồi, này chống nước bình thường thôi, 5 ATM, rửa tay, rửa chân này nọ, sơ sơ thôi, không đem tắm nha. À, rồi, nó là mấy chát của mà bác như vậy đây, đằng sau em nó đây. À, máy này chưa lắp pin nha. Rồi, bà con ơi, rất là đẹp, mang mà ví dụ như có những cái áo sơ mi bà con bận vô. À, mặc cái này vô hoặc đi làm đeo cái này vô một cái em nói thiệt bà con, dây này dây da dây dù nữa, dây dù nó biết chừng nào mà nó đứt ha. Nó may cái đường chỉ may của nó nè ha, đường chỉ may của em nó quá tuyệt vời ở mặt trời luôn, có hai cái kiền lại luôn nha. Ví dụ bà con đeo vô giày ha, con đeo vô giày thì bà con cài nó lại ha, bà con đeo vô giày bà con cài lại xong rồi bà con luồn hai cái này vô hai cái cục này nè ha, hai cục đó đeo thôi, đẹp dễ thương, đẹp đẹp trai đẹp gái, không nữ đeo cũng được luôn, tại vì nói chung nữ giờ cũng chơi mặt cho ba lửa vậy đó,
em thấy để ý rồi, ra đường nhiều nữ chơi cái mặt chà bá lửa luôn, cũng rất là thời trang ha. Đó đẹp 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 đẹp, tuyệt vời. Watt pin pin thông thường thông dụng đó. Rồi một cái này bán 500 ngàn thôi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi cảm ơn bà con cô bác đã xem video nha, nhớ đăng ký kênh giúp em ha. Rồi thấy hay thì bấm like cho em một like. Rồi bye bye, see you again bà con, hẹn gặp lại.